MC vị tranh mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, ráp hay bùng nổ. Em còn cảm giác hơi hiếm hoài. Khi mà em tiếp xúc với những rapper vậy. Còn ta chung thủy mà. Chung thủy mà. Thứ hai. Mà hoặc là anh với cái ai thấy ai sexy hơn. Em biết hát mà. Em không thấy không? Chứ để thấy sao. Trong một cuộc đua sẽ có hai style. À, lúc nào cũng phải trung hòa ý vợ vô đúng không anh? Hả? Đâu? Nào nào, nói nhỏ cho em nghe. Anh có bị vậy á, em sao? Em nghĩ giống như anh đang nghĩ ấy. Bạn Hydra nó phù hợp với team của anh cảm thấy hợp lý. Từng là vòng 3 này anh cần bạn lyrical, bạn trong một cái màu khác chút để mà team của anh có thể gọi là màu sắc hơn. Em vô chương trình này do em thấy em còn có cảm giác hơi hiếm thứ hai không? Khi mà em tiếp xúc với những rapper vậy. Còn người ta chung thủy mà. Chung thủy mà. Thứ hai. Mà hoặc là anh với những cái ai thấy ai sexy hơn. Em biết hát mà. Em không thấy không? Chứ để thấy sao. Quá trời luôn. Đừng có liền cho thất nghiệp ai anh. Dạ anh hãy coi. Anh hãy được đó. Nope. Anh biết bộ đồ của anh có phải là lấy ý tưởng từ vùng cao không ạ? Nope. Anh em cũng liên tưởng đến mấy bài chiếc thằng phim hay những cái bản này. Cái nó, cái nó. Nếu như mà nhìn thấy ở đây này là vẫn là phong cách hip hop giống mà anh thích, nhưng mà vợ anh lại thích kiểu phong cách hàn hàn quốc oppa, thế là một nửa này kiểu oppa và một nửa này là yêu da. Trong một video sẽ có hai style. Lúc nào cũng phải trung hòa ý vợ vô đúng không anh? Hả? Đâu? Nào nào, nói nhỏ cho em nghe. Anh có bị vậy á, em sao? Em nghĩ giống như anh đang nghĩ ấy. Anh biết cái mũ của anh thích nè. Cho xem không? Em nhờ mọi người cho máy về bắt sừng. Anh fan của mũ mà. Anh nói một câu đây nha, tài trợ đích đi coi nè, anh biết muốn là mũ. Nói cho anh biết cái nó đẹp hơn không? Đẹp hơn không? Anh shout out hai lần nữa. Hai lần là hai lần. Wow, anh biết giảm được hai cái nón chứ. Anh biết đi kèm vợ không? Ê, còn ở đây nữa, còn cái nón ở đây nữa. Ừ. Ồ, phải cho nón cặp. Anh biết lúc nào chị cũng phải được thêm một phần. Thêm hai cái nón mini cho hai bé nữa. Wow, bốn nón nha anh. You special, man. You just say it. Tim and Dell, MG, I see you. Em muốn chắc vừa bị gọi là xóa sát phim trường, nhưng mà không sao, tôi đã giải quyết được. Mọi người
sợ sợ với mình là bạn chạm liền. Thân hình bé nhỏ đấy nhưng mà chưa được chuyện tranh rồi đấy. Nếu bạn ấy thì bạn ấy lại thắng rồi. Không nói chuyện. Không sao. Thì không sao. Vì là cái kiểu này rất là cao. Vì là cao. Chưa đi không tin được. Chưa đi không tin được. Tiếng anh sắp tới rồi. Cảm giác bây giờ sao anh? Anh đang ngồi chờ và rất sẵn sàng để chuẩn bị cho mọi người những tiết mục mà anh nghĩ là mọi người sẽ rất là enjoy với cả tiết mục này. So với hôm rehearsal thì hôm nay mình tự tin bao nhiêu phần trăm rồi ạ? 100% rồi. 100% rồi. Ngay từ ngày hôm qua thì anh vẫn còn đang hơi lo, tại vì là các bài hát cũng còn đang trong cái tình trạng đang sửa. Nhưng ngày hôm nay thì tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả các thí sinh cũng đã có được sự tự tin và chỉ có lên sân khấu bây giờ là chiến thôi. Anh có đi Minh Thi á, có dặn dò thí sinh của mình điều gì không ạ? Anh bảo là cả 8 đứa không nên suy nghĩ gì nhiều nữa mà bây giờ là phải nghe năm mươi cười. Chào em. Nè nào các anh em, hãy cho chị cả biết cảm xúc, biết hai ra về đội của mình. Đây vừa mới xong anh hai ra về đội của mình. Nhiều anh. Dạy anh làm gì? Bây giờ lại mời như vị sẽ làm lại cho mình. Ê, nhưng mà phải có một cái thử thách gì cho người thành viên mới đó nha, cả team phải nghĩ đi. Thành viên mới phải vô gia nhập team mình mà. Đúng rồi, lễ ra mắt. Nhớ nha. Yes. Ông Jenner và Linh đều thành công cố ý. Anh đang soạn băng. Băng này có quốc cúp soạn cho anh đúng không ạ? Đồn là quốc cúp soạn cho mình một trang giấy để mình nói chung kết luôn anh. Quốc cúp cũng giúp anh về phần nói chuyện, bởi vì anh hơi kém về mảng nói chuyện. Nghe nói tối nay team mình đi ăn ẩu à? Là mình đã có kết nạp Bilo chưa, chứ mình có định cho Bilo ăn cùng. Đó, anh có nhắm vào group là tất cả thành viên cũ đều đi ăn. Nhưng mà ví dụ mà đi lâu thì có đi ăn với Pháp thì tốt. Hồi nãy lúc mà mình tung nón vàng cho Lil Ray thì cái nón vàng của mình là một lần nữa bị Lil Ray từ chối. Thì mọi người có nói là không biết bên ngoài thế nào, nhưng mà trong chương trình này thì có một cô gái luôn từ chối anh, đó chính là Lil Ray. Nghĩ sao về đó ạ? Chắc là anh nghĩ chưa có duyên mà. Ví dụ cái gì không thuộc về mình thì nó thuộc về mình thôi. Team anh cũng rất nhiều người hay lắm. Nhưng mà cái nón vàng của mình là cuối cùng là hợp lý chứ ạ? Bạn Hydra rất phù hợp với team của anh. Anh cảm thấy hợp lý. Anh đang nghĩ đến chuyện là nếu mà mình là nhặt vaccine mà nó có thêm những cái lời lẽ thâm lý của Hydra thì nó sẽ hay hơn không ạ? Có, bởi vì thực sự là vòng 3 này anh cần bạn lyrical, bạn cho một cái màu khác chút để mà team của anh có thể gọi là màu sắc hơn. Rồi, ok, cảm ơn. See ya. Nhưng mà anh ơi, anh đi thay đâu? Ủa thì mấy đâu? Chính xác là tí em sao? Rất là người ấy làm. Chính xác nào? Chị làm đây thôi. Rồi lại nữa. Rồi cho mình tiêm luôn nè. Rồi, 3, 2, 1. Chụp hình ảnh đi ơi. Cho ai thử luôn đi. Xung quanh xung quanh không ai hiểu gì. Rồi, đứng chụp hình luôn anh Bích ơi. Chụp hình tim luôn nha. Xung quanh đúng không? Khác nào, khác nào. Ok. Sàng rồi. Rồi, quay đi, quay lại đi nha. Rồi, mọi người ơi, eo nha, xong chưa? Anh biết nói cái câu kìa, nó giòn ngon như melody. Anh biết. Hôm nay nhá, cả team mình nhá. Cái gì vậy bà nội? 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, ba, tư đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa năm. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa ba. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.